À, xin chào anh em nhá. Thì chiều hôm nay mấy anh em chúng tôi đi đi tắt cá nhá. Kiểu có những sau mưa lũ ấy, có những cái hồ nước nhỏ nhỏ thì có cá nó ở lại ấy. Thì chiều hôm nay tôi này Bảo Uyên, anh thanh niên, anh thanh niên của mình và tôi Minh Đoàn. Đây đồ nghề đem theo này, có chô, có chậu và một cái xiềng nhá. Còn bây giờ sẽ đi thẳng ra đồng để đi tìm xem chỗ nào có vùng nước nào còn sót lại là anh em sẽ đắp nước, đắp đất và tát. Thì vừa rồi là lúa đã gặt xong nhá, chỉ còn lại một vài ruộng là kiểu chưa chín ấy, người ta cấy sau thì chưa gặt thôi. Mà mùa này thì là mùa lũ, nó vừa lũ xong cho đó nhiều con cá nó mắc cạn ở trong ruộng này này. Thì bây giờ anh em đi đi vét gọi là đi tắt cá luôn. Tiến lên, tiến lên. Ui, con cá rú này. Thì chúng tôi quyết định sẽ tát nhá, tát cái hồ nước này này. Đây này. Đấy, hồ nước đây. Hồ nước khá là to nhá, từ dài từ đây sang đầu kia. Bây giờ thì cho một thanh niên đang tát nhá. Nhiều đó, vùng này nhiều cá đó, đắp từ đi lại anh ơi. Ôi thảo bên kia qua là được. Anh em. Đây này, đây này. Được một em cá lóc, một em cá rô to, bự luôn. Con gì đó, con gì đó. Ôi giời, không uổng công, không uổng công. Thêm một em cá gáy này nha anh em nhá. Cá lùn, cá lùn. Có một con vừa qua bên đi này. Một con vừa qua bên đi xong. Tí nữa bắt cá trâu. Bây giờ tôi thập về luôn đấy. Nhưng ăn xin là xong. Này, ăn được chưa? Cua này, cua ăn bò ra mất đây này. Ra gì lạc cơ, không chết. Đó là một cái ăn la gì đi. Cua. Rồi rửa là ngon rồi, đừng nhiều đà rồi. Có con cá trâu hắn chạy qua bên đi đây này. Nhưng mà đang hơi Cú Minh. Cá trâu, cá trâu chạy qua bên đi đây này. Ui, con gì đó. À đây đây nhá. Con cá trâu hắn chạy lên bờ nhá. Nghe mình con hai con nó hả? Hai con, trong đây con hai. Để đấy luôn. Nước sạch, nước sạch. Thôi chơi đi một tí đấy nha anh em nhá, chúng tôi quyết định vật cái hồ nước này. Cái hồ nước này khá là nhiều cá đấy. Hả? Ai tát rồi á? Ai tát ra không thấy bưới, tát là mấy cái cỏ thế phải nữa chứ. Thì đang phân vân anh em ạ, nếu mà có người mà người ta tát rồi thì phải không tát, là vì như thế không có cá, nhưng mà khả năng là chưa. Mình đi cô có điều thôi. Để trâu. Chúng ta đã mua băng được rồi, đừng có đau. Đau ngoài chạy vô đó. Thả đi. Thì chúng tôi quyết định xử cái vụ hồ nước này nha anh em nhá. Hơi bị đẹp luôn, cá thì không biết có khó hay không. Đấy, người nhìn chưa, úi dồi, úi dồi. Cố lên, cố lên. Để sang quay ông anh bắt cá này. Mấy con bắt đầu bắt mấy con cá rô rồi. Còn tí nước này thì thanh niên đang xử lý dần. Wow, cá rô đông rồi. Chú mê à, úi dồi. Mô mô, à đây đây. Tôi không nhìn thấy, thông cảm. Không phải dân săn bắt. Từng chiếc bèn tâm tâm trên á. Bẻ chân đi, bắt được mấy con cua mà đúng bẻ chân đi không chạy hết đó. Cá luôn đông. Không đưa dao đi à. Cá ăn chạy ngược lên nữa đó. Ôi đây 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 đây. Ôi ôi, nhiều anh em ạ. Tôm 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 tôm.
tôm này, thả ra mô, chả có con cá mà bắt được mà dám thế. Yeah. Đây nha anh em, đây này, đây này, mấy con cá lóc còn hay chui vào trong cái rầm này này. Nói chung là con to. Một rồi. Ui, con cá lóc con này nhá. Chảy mất rồi. Rô mê khá là to nhá. Vừa rồi con cá lóc con đây hút đây một rồi. À đây. Tâm. Đây. Ơ. Không ăn kiểu nữa hay. Chạy mè đây có một nữa. Tôm này anh em. Tôm cũng chằm luôn. Mua cái cơ luôn. Trên ở đây, anh bơi tận trên ở đây. Cơ mi đó hết tứ thân của mình chằm đấy nè. Anh bơi lên tận trên ở đây. Anh ở trên ở hết rồi. Đó, đây nhai mới nhai xuống nữa đấy. Thằng treo lên trên núi đó nó ở đó. Khốn lắm. Cứ từ từ rồi khoai nó sẽ nhừ. À đây. Úi dạ, mẹ chạy mất rồi. À khoan, cá lóc con. Đây chạy đi đâu em? Một em cua nữa. Chạy đâu cho thoát. Tầm nhiều lắm. Thế ở tầm hết rồi. Tầm mà hết càng thế thì ăn cái gì nữa. Chủ yếu là bắt cua nhá, nhưng mà cua nó bò ra gớm quá. Thì vào công thôi. Ném cho hắn chết đi. Còn một cái nữa. Trứng bẫy. Ui. Ném cả trốc anh vậy. Hết à? Bữa mua bắt ốc bươu vàng đi ngâm cá trâu. Ở đây này. Cú thế. Cá đó. Cá bắt lát đó. Rửa. Mẹ. Còn cá trâu mà chứ cá. Ừ. Để anh tắt cho luôn. Cầm cho chắc là hình đúng á. Cầm cho chắc là được. Thì anh mần cho mấy phán này cho hình không luôn đó. Cá trứng cũng mà tạt cả cá đi luôn. Đi quay cả đi rồi. Đồng lúa đấy nha anh em nha. Kho mì gắt sóng đó. Mì ở này. Đấy, sau lưng nó kêu ọp rồi mày. Đây anh em ơi, thấy quả được này anh em này. Toàn là cá nhỏ không có cá to mà. Toàn là cá một yến trở lên. Một yến một nghìn cơ nhiều. Thì không có lươn không có gì à. Có môn. Môn mà có lươn. Có đất không thì lấy mua ra lươn. Đang đành nhỏ nước lên người rồi. Ừ. Chúng đi có cá trâu này rồi. Ui, đây còn cá ngon nữa nhá. Cá diếc, cá gáy. Đây này. Ui, bên này có con cá bò lên tận trên đi luôn rồi nè.
Ôi, sạt cả lưng tôi luôn. Thiên nhiên còn nữa. Mày đi. Cái tưởng á, thiên nhiên còn nữa cũng mới sạt á. Nó là tiền cung nhớ vậy. Sạt cái nếu sạt cái rủ này. Nhìn cái tưởng tôi mà. Về. Ừ. Vậy, một cua chạy thì cho vây. Được nhiều đài chứ nữa. Lát này chúng tôi từ vùng nữa thôi. Đây con này mẹ đi buồn cỏ thôi. Ôi con trống này, ôi con cá thì to lắm, con thì to lắm. À là con cua cái này mình ném phạt đi cả gáy hả, cả gáy. Ủa con gì đấy, ủa con đìa, con đìa to đi. Con đìa to thật. Cắt luôn tôm tôm bola đây của mình rồi. Ủa đi mà tôi nhớ gì? Ủa đi mà tôi nhớ. Mẹ anh. Có cá trong 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 rồi. Cá trong lồ nhé bác. Có bốn nhớ lồng cá cua ấy. Mấy con luôn. Nó sâu quá không móc được. Ủa hắn chui vô rạch đá mất rồi. Bắt được có con tiệt rồi. Đi xuống này. Bắt được có con này nhé bác. Để cái tâm tốt mà nó khề về nước. Đi, đi vùng khá đấy hết rồi đó. Đi vùng con mà tao bắt hết rồi. Đó con tôm nó. Tha cho con nào sống được tha cho nó. Ủa, này. Thành quả này nhiều rồi, rớt đây rồi. Ôi, rớt hết cua rồi. Chạy à, còn chỉ bên ngõ nữa có cả tên tông đó. Ơ đây rô đông anh em ơi. Một phát lên luôn. Bắt mà thì cũng được nữa. Chết chưa rồi, lên đây lùi. Cái này tạt vùng dưới là nghe hắn rạch chạy lên vùng đi rồi nè. Đây. Ui, nhiều á, trước. Ôi, hắn chạy mất rồi đây. Bùng này đang còn nhiều lắm. Nhiều lắm anh em ạ. Cái thâu. Nhiều lắm, đi. Tạm thời tắt máy đi, ta đi tiếp đi. Để anh cần không mẹ quay nhiều dung lượng rồi thôi về. Biết như trăng đi. Đấy nha, mới đi qua chỗ khác nha anh em nha. Tiếp tục sẽ có cá cho anh em xem nha. Đi dẹp đi mô, bỏ vào đây mô. Đấy, bỏ vào đây nè, đi cho chắc ăn này. Đó. Đó, cá đó. Đây. Chuẩn xấu á, ông người lừa mình thôi. Đi qua đây xuống nữa nè. Có sâu mà sâu. Lúa đây nha. Em này. Lúa này. Lúa sắp gặt rồi. Lúa này là lúa khác này. Lúa này là có hột tím này. Chanh này vàng này. Lúa mất mùa. Lúa này là lúa mất mùa nha. Yêu như cái lòng, có hai chú chim trong lòng. Đây nha, đây là lúa đẹp đúng mông mơ trên Nghệ An luôn đây. Đây nha anh em nha, đông hồ gặt mười sóng luôn. Ở đây chim cũng đi tắt ạ. Chúng tôi sẽ rửa cả cho anh em xem nha.
lấy quả thông đâu. Ui, tí nữa nhảy mất con. Rồi chưa? Rồi, không có đâu em ơi. Đủ tôi đây. Rồi. Ê, mần luôn. Rồi, đẩy nhanh anh em nha. Đi này đến chưa được từng đi. Thầy cái xe nó thả tay cái. Chúng qua ảnh cái. Thôi rồi. Thôi này. Đẩy nhanh anh em nha. Từng một này cái, từng một này chúng qua cái. Chúng mày xuống rồi vui. Hồi phải chụp dáng về hồi nó phô nó. Đấy nha, thành quả đấy nha. Chúng tôi đang đi về nha anh em nha. Còn đâu đi thì hào hức, còn về thì không muốn đi nổi nữa. Thanh niên này đã thấy một con lươn. Nhìn nó thật kịp bắt nha. Chủ chó. Được hết đi.